Vinhomes Sài Gòn chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để set up một chiếc mâm TXTN400BT mới hoàn toàn luôn, là mới cui thùng luôn. Mình sẽ hướng dẫn mình tự set up 100% luôn. Đó, đầu tiên thì mở cái ngoài ra. Con này nó có hai lớp cách tông. Rồi, khi mà mở ra xong á, mình sẽ lấy cái miếng này ra trước. Rồi mình sẽ lấy toàn bộ chiếc mâm ra. Ở trong này còn lại cái này là latter với lại dây. Mình sẽ bỏ bên đây. Rồi mình bỏ cái thùng qua một bên ha. Ok, thì đây là chiếc mâm mới hoàn toàn khi mà vừa mới khui khỏi thùng. Thì mình sẽ lấy hai miếng xốp ra trước ha. Đó, thì các bạn cũng lưu ý là ở đây nó có chữ accessory, tức là ở bên phía miếng xốp bên đây thì mấy bạn sẽ có đây là cái hộp dây nguồn. Cái hộp này rất là dễ bị miss nè. Rồi, kim và máng kim. Ở đây là counterweight. Mình sẽ lấy ra trước ha. Rồi, cái này mình bỏ qua một bên. Đây là nguồn. Cái này là sách hướng dẫn với lại cái adapter. Thì mình sẽ cái này là miếng mát. Rồi, mình sẽ gỡ cái mâm ra. Ở dưới này có một cái miếng băng keo, mình tháo ra thôi, thò tay vào. Đấy. Rồi, xoay mâm lại, mở ra. Thì mình sẽ tạm thời mình tháo cái nắp ra trước bằng cách là mình nắm, mình giữ hai cái phần màu đen nè, hai phần bán lề nè, mình kéo lên, kéo thẳng lên là được. Rồi, sẽ mở cái này ra. Đó. Đây là một chiếc mâm mới hoàn toàn, trên là chưa có lắp cái gì lên hết. Tiếp theo mình sẽ lấy latter ra. Rồi, cái lúc này thì mọi người lưu ý ha, mình cần phải vòng cái dây Cura này qua bên cái motor, cho nên là mình sẽ chọn cái lỗ ở xa nhất nè, mình thò ngón tay vô, mình kéo cái dây Cura vòng qua một ngón tay cái của mình, đây, giống như vậy đây, đó, thì mình sẽ đặt cái platter lên trên giữa và đồng thời lúc nãy nè. Lúc nãy cái tay của mình giữ cái dây Cura rồi, cho nên bây giờ mình chỉ cần nhích nó ra tí xíu là mình vòng qua được cái motor luôn. Đó, mình xoay vài vòng cho cái dây Cura nó vào giữa. Rồi, sau khi mình đặt cái latter lên rồi thì mình sẽ để cái miếng mát này lên. Đấy, là xong cái phần latter. Tiếp theo là mình sẽ gắn counterweight vô. Lưu ý giúp mình ha, cái counterweight này nè, nó có hai vòng này, nó xoay độc lập, tức là vòng số nè và vòng này là tạ. Mình sẽ gắn vào, mình đẩy mạnh vào luôn. Đó, theo là kim, máng kim. Thì cái máng kim với lại cái kim á, lúc nào nó cũng đi kèm một cái miếng cover như thế này để bảo vệ đầu kim. Thì các bạn nhớ giữ kỹ cái này để sau này có muốn thay kim á thì chỉ cần tháo cái máng này ra, đóng cái cover này lại rồi cầm đi tới chỗ mình thôi. Mình sẽ thay kim, mình đo xong rồi mình đưa cho các bạn, chứ cần về lắp vô giống mình được. Ở đây mấy bạn thấy nó có một cái khất lên, thì ở đây cũng có một cái rãnh, thì mình chỉ cần đưa cái khất này vào đúng cái rãnh rồi, rồi mình siết lại, mình siết hơi cứng tay một chút ha. Rồi vậy là xong, mình sẽ gỡ cái này ra.
Rồi. Ở cái phần mà anti skating bên đây nè, mọi người chỉ cần nhích nó lên số 1 là được. Rồi, tạm thời mình nâng cái này lên. Rồi, cái cover này nè, mình sẽ tháo bằng cách là mình kéo nó ra theo hướng của mình. Kéo ra. Rồi, tiếp theo sẽ là cái bước cân kim. Thì cái kim này á, chắc kim phọt của cái kim này sẽ là 2 gram. Thì mình sẽ làm sao cho đủ 2 gram là được. Thì cái nguyên tắc á, là mình sẽ đưa cái đầu kim này với lại cái counterweight này thăng bằng với nhau. Tức là lúc đó thì cutting force của kim sẽ bằng 0. Sau đó mình sẽ xoay cái phần số này, cái phần số và cái phần tạ này về vào số 2 là đủ 2 gram. Rồi bây giờ mình sẽ làm như vậy ha. Đầu tiên mình sẽ cân bằng cái cây kim với lại cái counterweight. Đó, bây giờ nó vẫn hơi nặng nè, mình sẽ lùi ra. Để bạn thấy không? Cái số này nè, thì khi mà mình vặn theo chiều kim đồng hồ á thì nó sẽ lùi ra, nè, số nó sẽ giảm dần nè. Đó, khi mà mình chỉ cần vặn như vậy tới khi nào mà hả nó cân bằng là được. Rồi, mình sẽ chụp một tấm hình khi mà nó cân bằng. Để cho mình sẽ ghép vào clip cho các bạn xem. Rồi. Thì cái lúc này á sẽ một tay mình giữ cái này nha. Một tay mình sẽ xoay cái vòng số này thôi. Xoay cái vòng số này về số 0. Và sau đó thì mình sẽ vặn cái này, vặn cái phần tạ này nè ngược chiều kim đồng hồ để cho vào số 2. Đó, như vậy là xong cái phần cân kim. Rồi xong, giờ mình chỉ cần cắm dây vô thôi. Còn cái phần mà adapter này nè cũng khá là khó lắp á. Đầu tiên mình sẽ lấy cái adapter ra trước. Thì trong này sẽ đi kèm cho mình rất là nhiều đầu cắm, nhưng mà cái đầu cắm thông dụng mà mình thông dụng nhất á là cái đầu cắm tròn này nè. Thì ở đây mình lưu ý ha, có hai phần, một là khớp động chỗ này, hai là khớp cứng. Thì ở đây nó cũng có một cái lỗ, hai cái lỗ luôn. Thì mình sẽ đưa cái phần tròn này nè lên phần tròn này, thì mình sẽ đưa cái phần khớp cứng trước. Đó, đưa cái phần khớp cứng vô trước, đưa cho khít giống vậy nè. Sau đó mình nhấn nhẹ ở đây là được, là vào, vậy là xong. Rồi, cái phần mà nắp này nè, cái phần nắp này nè, các bạn lưu ý ha, khi các bạn muốn lắp nó vào á hay là lấy nó ra thì lúc nào nó cũng phải ở cái tư thế mở nha, chứ nó không đóng. Chứ khi tại vì khi mà đóng thì nó sẽ như vậy. Đó, nó sập bật ra liền. Rồi giờ mình chỉ cần đóng cái này lại là xong. Rồi. Vậy là xong cái mâm của mình. Giờ mình có thể sử dụng bình thường được rồi đó.